chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Mạnh Việt Nam. Ngày hôm nay Mạnh sẽ giới thiệu cho mọi người biết là một ngày phụ máy, một ngày bảo dưỡng máy của Mạnh như thế nào nha. Thì cái việc đầu tiên đây là tôi sẽ mở cabin và lấy cái găng tay ra. Thì đi phụ máy bây giờ nó không như ngày xưa. Ngày xưa thì trang thiết bị nó không có. Còn bây giờ thì phụ máy thì có những cái găng tay ni lông như thế này giúp mình gọi là khi bơm mỡ hay dọn dẹp vệ sinh máy thì nó rất là sạch sẽ. Đấy, đây tôi sẽ mở cái thùng nghề này ra và lấy cái bơm mỡ ra. Thì trong lúc thời gian mà mình rảnh rỗi ấy, thì mình có thể là bơm mỡ này, dọn dẹp máy, vệ sinh trong cabin, đấy, lau chùi cho nó sạch sẽ thì mình cái lúc mình làm thì nó nhàn hơn. Đấy, thì bơm thì đây mình sẽ bơm cái áp cần này. Thì các bạn có thể bơm cái nào trước cũng được, không cần thiết là cứ phải bơm theo video hay là bơm cái gì đấy. Mình làm sao mình cứ bơm trước đây thì bơm có nhiều kiểu lắm các bạn ạ. Mình bơm nhá, các bạn để ý là mình chỉ bơm vừa tầm thôi. Đây, vừa bơm thì đã hết mỡ rồi. Đây, cái bơm này là đang dùng cái bơm đẩy con sâu mỡ ở trong. Đấy, nên khi bơm nó rất là tiện, tại vì cái bơm của mình này là cái bơm này nó hở phớt rồi. Nên là mỡ biết nó lèn ra nên nó hơi bẩn một tí, chứ nếu mà phải cái bơm mới ấy thì chắc chắn là khi mà mình bơm như thế này nó không bị lòi mỡ ra, rất là sạch. Đấy. Thì đây trong thời gian rảnh rỗi thì mình bơm, mình bảo dưỡng máy thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy không? Đây là cái sâu mỡ này, sâu mỡ vàng này. Đây, cái đầu nắp nó có cái gen, chỉ cần vặn. Đấy, vặn nhẹ vậy là vào này. Đấy, đơn giản không? Không phải nhồi mỡ hay nhét mỡ vào làm gì để cho nó bị bị ếch thì đúng không? Đấy, xong xuôi đó mình chỉ cần kéo. Đấy. Kéo cái bên trong, cái này căng phết đấy. Thì lấy cái điểm tì để mình kéo. Đấy, mình kéo về xong là mình nhét cái mỡ vào. Đấy, mình chỉ cần nhét cái mỡ này vào và như vậy là vặn là xong. Đấy, các bạn thấy tiện lợi của cái bơm này không? Thì mỡ này là mỡ vàng, dùng mỡ này thì 700.000 đến một thùng cơ. Tính ra tip này tới 20 mấy nghìn một tip, mình không nhớ rõ. Đấy, các bạn thấy không? Đây, vặn, chỉ cần vặn chắc như vậy là xong. Đấy, vặn chắc rất là sạch sẽ luôn, không phải gọi là bẩn tay hay là làm gì cả. Đấy, bởi vì cái bơm mỡ này nó rất là tiện luôn, rất là tiện lợi cho những con máy nhỏ. Những con máy to mà dùng chắc không dùng được mỡ này đâu, tại vì máy to dùng mỡ này thì tốn lắm, không biết bao nhiêu cho nó vừa. Thì đấy là cái sự tiện lợi của cái bơm mỡ này. Thì máy to cũng dùng được, nhưng mà thường máy to họ thường dùng mỡ xô thôi, mỡ xô thì nó rẻ hơn nhiều so với mỡ này. Thì đây nãy bơm còn chưa đủ, bây giờ mình có thể bơm cái ắc này. Thì các bạn bơm ấy thì các bạn có thể căn, đừng cho nó lòi ra nhiều quá. Nếu mà lèn ra cái ắc nhiều quá ấy, thì khi mình làm nó rơi, nó dây ra máy rất là bẩn, đúng không? Đấy, khi bơm được cái ắc giữa khớp nối đây, bây giờ mình sẽ bơm cái tiếp theo đến cái bộ phận là ắc chữ H này, rồi ắc gầu này, rồi ắc chỗ mà ti gầu đấy. Đây, cái bộ phận chỗ này là nó gồm có 3 cái vú mỡ, 3-4 cái. Đấy, các bạn bơm lần lượt hết đây thì cũng giống như trước. Thì cái ác gầu này thì mình phải bơm thường xuyên hơn, còn những cái mà trên ở giữa ở dưới thì mình bơm ít cũng được, vài ngày bơm một lần được, nhưng cái này mình phải bơm thường xuyên, tại vì gầu là cái hoạt động thường xuyên, hoạt động nhiều nhất, và cái ác gầu là cái ác nhanh rơi nhất, tức là cái vú mỡ chỗ đấy. Thì khi mà mình bơm ấy, thì mình lưu ý là mình bơm làm sao mà đừng để nó lòi ra nhiều quá. Khi mà nó lòi ra nhiều quá ấy, thì thứ nhất là khi mình làm nó sẽ rơi vào những cái sassy của máy hay gì, nó rất là bẩn. Thứ hai là nó gây lãng phí mỡ ra. Chính vì vậy mình bơm thì bơm mỡ nhiều rồi nó quen. Đấy. Thì máy này, máy nhỏ thì thực ra là các bạn những cái ắc chính thì 2 ngày bơm một lần chẳng hạn, còn những cái ác phụ thì 4-5 ngày bơm. Đấy, những cái nào mà ít hoạt động thì mình bơm ít. Mỡ này là mỡ chịu nhiệt cao, nó đắt hơn những cái loại mỡ xanh như kia, nên là khi mà mình bơm ấy, thì nó sẽ được lâu hơn và cụ thể hơn. Những con máy mới ấy, mà ác cộ các thứ nó còn ngon lành thì chắc chắn là nó sẽ là không tốn mỡ mà mình bơm sẽ nhanh hơn. Đây, giờ sẽ leo lên bên trên đây mà bơm những cái đuôi của xi lanh gầu này. Đấy. Thế rồi, thực ra nếu mà bơm mỡ thì bơm quen rồi thì các bạn chỉ có bơm trong vòng 5-10 phút là xong rồi, rất là nhanh. Đấy là bơm cho những cái áp chính, còn những cái áp phụ thì hôm nay là mình đây là bơm tổng thể này. Đây kế tiếp đến là bơm là xi lanh nâng ở đầu xi lanh này. Đấy, ở xi lanh nâng này thì bơm cũng đơn giản thôi, những cái áp này mình chịu khó bơm thường xuyên không bao giờ nó nặng. Đấy, kế tiếp là bơm đến cái vú mơ của xi lanh nâng luôn. Thường cái bơm này các bạn, một là để nâng như thế này, hai là để chống thả cái gầu nhẹ xuống để cho nó rơi tự do ấy, thì bơm nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, kế tiếp ở trên trước cái đầu cầu này này là nó gồm có hai vú mỡ nữa. Đấy, tại vì lâu ngày nó dính đất dính cát của đây chắc là bơm nó bị nặng phát đầu thôi, nó bị nặng hơn. Từ phát sau giờ đi nó rất là nhẹ. Đấy, bơm đây thì mình khuyên cáo các bạn là nên bơm theo thứ tự, có thể là bơm từ đầu gầu, bơm lụng vùng này vì mà nó sẽ không quên được. Nhiều khi mình đang bơm ở chỗ này nhảy sang chỗ kia, đấy, bơm chỗ kia nhảy sang chỗ này thì hay quên lắm, nó rất là dễ quên. Đây là bơm cái chỗ mà cái vú mỡ ở đầu cái bánh này, chỗ đầu trâu của cái bánh này các bạn. Đấy, thì ở những cái bánh này nó gồm có hai con vú mỡ, một con đang bơm ở trên này và một con đối diện nó ở dưới luôn. Đấy, bên kia cũng thế, một con trên một con bên dưới, nhưng mà cái con bên dưới thì phải chống máy cao lên mới bơm được cơ, thì cái đấy lát nữa bơm sau. Thì những cái bơm cái này các bạn bơm vừa tầm thôi, mình căn vừa tầm đủ cái lượng mỡ thôi. Đấy, tránh phí mỡ. Tại vì một tip này mà mình bơm mà để lòi ra nhiều quá thì rất là nhanh hết. Cái tip này nó có bao nhiêu gam thôi, nói chung về gam thì không cập nhật. Đây, kế tiếp nốt là bơm nốt cái vú mỡ trên cái xi lanh ở cần ngang này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy không, mình bơm mỡ xong mình không bơm nhiều ra, các bạn có thể thấy không, cần của máy của mình đây đang làm đây là rất ít có cái trường hợp mỡ rơi ra cái những cái cần khiến là nó đỡ bẩn. Cái mỡ mà khi nó văng ra đây rất là bẩn, bụi nó bám vào. Và quan trọng nhất này các bạn này, đây là cái áp cần này này, cái áp chính này này, những cái áp này phải bơm thường xuyên này. Nó rất là hay kêu ở cái chỗ này. Đấy, cái này nó hoạt động thường xuyên, nó chịu lực này nhiều nhất, nên là cái bộ phận đầu trâu, đầu kéo chó, đầu mèo này nó chịu là rất là lực nhiều, nên mình phải thường xuyên bơm mỡ vào cái chỗ này. Nhiều người là khi không bơm nó hay bị kêu ở đấy, nó kêu ở đấy ấy, không biết chỗ nào. Đây, chính xác mà nó rất là hay kêu ở đây. Đấy. Và còn những cái con vú mỡ ở thế này thì ở đây cũng gồm có hai con nữa, nhưng mà cái con trên rất là nặng, tại vì như ở trong quá trình mình làm ấy, là nó bị xô đi xô lại ấy, thì nó bị vặn ác, nên là bơm mỡ vào nó rất là nặng. Đấy, chính vì vậy nếu những cái này mà nặng quá thì các bạn có thể là nhờ một người nó nâng máy nâng nước để mình xúc cho nó nhanh, bơm cho nó nhanh. Đấy, thì tiếp theo là mình xem còn sót những cái chỗ nào không mình bơm nốt. Đấy, nhiều khi mà mình bơm mỡ mình mải nói chuyện với ai, hay là mình nghĩ ngợi cái lung tung cái gì thì rất là dễ quên. Đấy, dễ quên. Đấy, nhiều khi là bơm xong rồi còn quay lại ngó như này là xem mình đã bơm chưa này. Đấy, thì bây giờ là mình xem những cái áp nào mình chưa bơm được thì mình nổ máy lên. Đây, nổ máy lên này. Đấy, mình co gầu hơi nhẹ. Ở đây nãy là còn một cái áp cái gầu này chưa bơm này. Đây, nhìn xem nó lộ ra chưa, bơm nốt là xong xuôi. Xong xuôi về cái phần đầu gầu đấy. Bây giờ nó có găng tay ni lông rất là tiện lợi, không phải như ngày xưa phải dùng tay chân. Ngày xưa mình bơm mỡ toàn phải dùng bằng tay, xong cầm cái bơm mỡ này, bơm được cái mỡ xong thì cái tay không khác gì đi làm buồn nữa nè. Đấy, khi nó rất là bẩn và rửa bằng dầu diesel hoặc là chai rửa bát thì mới sạch được. Nhưng bây giờ thì hiện đại hơn, dùng toàn bằng găng tay ni lông rồi găng tay cao su. Đấy, lại còn cái dưới này mà quên giờ mình phải download. Thực ra là nó rất là nhiều vũ nên nhiều khi mình lơ tơ mơ mà quên cái là lại không biết cái nào bơm cái nào chưa bơm này. Đấy, nãy rõ ràng bơm lên một cái rồi mà còn cái dưới mà chưa bơm rồi lại phải bơm thêm này. Thì máy ấy, thì mình hoạt động thường xuyên, các bạn nên siêng bảo dưỡng nó một tí, thì khi mình bảo dưỡng nó như thế thì nó rất là, khi mà mình vận hành máy thì nó giảm cái sự trục trặc hơn và rủi ro hơn. Đây thì sau khi bơm mỡ xong mà trong cái thời gian rảnh rỗi không biết làm cái công việc gì, chơi kiểm tra thì mình có thể lấy những cái que này hoặc những cái cây gì đấy có những cái mỡ thừa, những cái ác nó đẩy ra này các bạn này, các bạn gạt nó đi này. Đây, mình là trong thời gian rảnh rỗi mình hay là lấy que mình gạt những cái mỡ thừa đi này. Đấy, duy chỉ nhất cái chỗ này này nó hay rất là nhiều mỡ này, mình gạt những cái mỡ thừa đi, khi mà làm thì nó không bị văng xuống cái tiêu này thì nó không bị bẩn. Vậy nên là máy đã ít rửa thì mình phải chịu khó vệ sinh những như thế này, mà rửa những cái mỡ này nó mò ra như này nó cũng không sạch hết được đâu. Đấy, nếu mình có những cái rẻ này hay những cái đấy các bạn lau thì lau sơ qua là cái cần nó đã sạch sẽ ra này. Đấy, vậy nên các bạn nhìn thấy áp lực ở những cái con máy này không? Hầu như là ít mỡ nó văng gần đây. Đấy, khi mà mình làm hay là những cây cối nó cọ xước vào máy, mỡ nó dính ra và những cái vết cọ xước đấy thì nó rất là bẩn đen, thì con máy nó không được mới, đúng không? Đấy, nên là làm máy mình phải làm sao mình phải giữ được cả máy cơ. Đấy, đây là khoảng cái thời gian mà mình làm, nhưng mà mình sẽ rồi mình sửa sang, mình bảo dưỡng máy. Đây là tất cả những gì là bảo dưỡng về máy. Đây là mình sẽ nâng gần lên này. Đấy, xem là còn những cái gì không để chiến nốt này. Đấy, được chưa? Các bạn có thể vừa để nổ máy vừa bơm cũng không sao hết, không vấn đề gì. Còn nếu mà bơm mỡ lâu quá thì mình có thể là tắt máy để tiết kiệm dầu thôi, còn không thì cứ để nổ máy bơm mỡ dọn ra máy. Đấy, đây là những cái ác nào nó còn tí dầu dính mỡ như vậy thì cạnh nó, đấy thực ra ở cái đầu gầu này nó hay bị bẩn thôi, nó dính mỡ nhiều, còn các bộ phận khác thì nó rất là sạch. Đây, trong cái bơm mỡ này thì một là các bạn có thể bơm sáng hoặc là bơm tối. Như vậy đây là đang trong lúc thời gian làm việc mà được nghỉ để chờ ô tô lâu nó không về thì mình có thể xuống để bảo dưỡng nó. Đấy, xuống và bảo dưỡng nó. Đây là cái món mà quạt gầu này, mình chống gầu nốt lên để bơm những cái bộ phận dưới bánh như hồi nãy mình có nói đấy, chỗ chữ đầu trâu đấy, và bơm vào cái phần mà láp miếc ở dưới gầm nữa. Để láp miếc ở dưới gầm này mà mình xem còn gì là bơm nốt là xong. Thì các bạn lưu ý nhé, khi mà mình chống máy lên cao mình bơm này, một là mình tắt hẳn máy để cho máy khỏi trôi, hai là khi nổ máy các bạn phải gài phanh gài lốc tê rồi nha, tránh trường hợp như kiểu gầu nó bị tụt này hay xi lanh nó tụt xong là khi nó trôi máy là đè vào người. Bơm mỡ khi mà bơm vào trong gầm này là rất là nguy hiểm, bởi vậy nên khi bơm mỡ anh em phải thật cẩn thận và chú ý những cái vấn đề an toàn về máy. Đấy, đây thì ở cái bộ phận gầm này này, những cái áp chữ thập, những cái láp này, thì mỗi ở đây là có láp trước và láp sau, thì ở mỗi cái láp này nó đều có một cái vú, tức là ở mỗi cái chữ thập đều có một con vú mỡ. Vì vậy khi mà các bạn bơm như vậy mà không được thì vú mỡ đang chồng lên trên thì các bạn chỉ cần vào số này. Đấy, vào số và đạp ga để cho nó xoay bánh này. Đấy, nó xoay bánh, đạp ga cho nó xoay bánh, xoay bánh khi nào thì vú mỡ nó quay xuống dưới là các bạn bơm nó sẽ dễ hơn. Đây, Như vậy là mình đã xoay được con vu mỡ xuống mơm. Nhiều người lại bảo em tìm mãi cái vu mỡ ở chữ thập mà không thấy, là không phải, nó có nhưng các bạn không tìm được. Đây thì các bạn bơm để ý xem là nó ở chỗ nào và mình bơm vào. Đấy thì bơm cái bộ phận chữ thập này nữa là xong rồi. Đấy chữ thập này các bạn bơm không bao giờ tốn mỡ cả, thì ngay độ khoảng đôi ba phát nó đã ra rồi. Đấy. Cái chữ thập này thì bơm đầu trước đầu sau chỉ cần đôi ba phát là nó ra. Cái máy lốp anh em nhớ là phải chữ thập này cũng rất là quan trọng. Nói chung là cái bộ phận nào để trên máy xúc cũng quan trọng hết, nhưng có cái điều là máy nào chỗ nào mà làm nhiều thì mình bơm thường xuyên hơn, còn chỗ nào mà làm ít thì mình bơm cái thời gian nó dài ra, có thể là 3-4 ngày bơm một lần, còn những cái chỗ nào mà ngắn hơn thì mình có thể là bơm thêm. Đấy. Như vậy đây là đã ok khi mà mình bơm như thế này rồi là hết rồi. Thì bây giờ là bơm cũng xong rồi, thì còn cái nốt kiểu tiếp mỡ kia thì mình cứ nhét sẵn vào, mình vặn cái bơm ra mình nhét sẵn tiếp mỡ vào mà mình để đó không. Đấy, nhét sẵn bơm mình để cái tiếp mỡ ở đây, thì khi nào mà máy nó cần thì mình chỉ việc nhảy xuống bơm thôi, không đến cái thời lúc đấy là phải vặn mỡ vào thì nó mất thời gian. Đấy, công việc là coi như là đã xong. Thì bây giờ là chỉ có là dọn dẹp và cất bơm mỡ và nghỉ thôi. Thực ra một ngày các bạn chỉ cần bỏ ra 10 phút là cái máy các bạn ngon lành cành đào luôn. Thì bây giờ trong thời gian này mình sẽ làm cái này xong, thì có thể là lên vệ sinh cabin, dọn dẹp thảm cỏ các thứ cho nó sạch là ok. Đấy. Đây, ông đang hỏi là cái bơm mỡ này rất là đẹp, rất là tiện. Đấy, ông hỏi là bơm mỡ này có bao nhiêu đắt không? Bơm mỡ này rất là tiện lợi cho những anh em nào lái máy, những cái máy mini nhỏ sạch sẽ. Đấy. Khuyến cáo các bạn nên dùng cái bơm mỡ như thế này. Đấy, như thế là đã xong một cái gọi là ngày hôm nay đây. Như vậy là đã xong một cái quá trình bơm mỡ, một ngày bảo dưỡng máy. Đấy. Thì trên đây là cái video mà Mạnh giới thiệu cho mọi người và một ngày công việc bảo dưỡng máy của Mạnh như thế nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha.